Ok, hello, xin chào tất cả quý anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming. Chúc anh em xem livestream vui vẻ, và video này Khải sẽ hướng dẫn cho anh em cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của đường môn Bảo Vũ nha anh em. Nói đơn giản là đường môn nỏ nha anh em. Tại vì trên kênh của Khải có rất rất là nhiều anh em hỏi Khải là cách tăng điểm đường môn Bảo Vũ như thế nào và tiềm năng và kỹ năng như thế nào, thì rất nhiều anh em hỏi, nên là mỗi khi mà livestream anh em hỏi thì nhiều khi Khải không trả lời hết được. Và cái video này cũng như là Khải hướng dẫn anh em. Anh em nào mà có chơi đến class đường môn thì đây là phiên bản thân pháp, đây là phiên bản thân pháp nha anh em, thì có thể tăng theo cách của Khải để đạt một cách hiệu quả nhất, tốt nhất nha anh em. Ok anh em, mà bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn vào cái lượng điểm sức mạnh và sinh khí và thân pháp nội công. Hiện tại bây giờ thì trên người Khải đang có một cái nhẫn thân pháp 17, nên là Khải có đến 52 thân pháp. Thường thường chúng ta chỉ có 35 thân pháp thôi nha anh em, còn phiên bản này là phiên bản thân pháp, nên là anh em sẽ tăng theo Khải sẽ có một cách đánh tốt nhất anh em. Mình chứng là cũng như là những trận tống kim, Khải đánh luôn luôn bao tốt tống kim cho anh em xem nha. Ok, mà bây giờ thì trước mắt thì nói sơ qua thì anh em nào mà có đồ sức mạnh á thì anh em có thể tăng như Khải đây. Khải đang tại vì Khải hay ra thay vô cái vũ khí rồi, Khải thay vũ khí hút á, nên là Khải sẽ trang bị cho mình một cái set đồ sức mạnh. Hiện tại bây giờ Khải có cho mình là đây, ít đồ sức mạnh đỡ có thể thay ra thay vô. Khải mở rương đó, này Khải thay đồ sức mạnh vô cho anh em xem nha. Khải sẽ bớt đi sức mạnh của mình đỡ ít 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 tăng điểm sức hơn đó. Đây, Khải lại cái nỏ hút, tại vì là anh em nếu để anh em đi đường bảo vũ chắc chắn anh em sẽ có một cái nỏ hút trong người, đúng chưa? Đó, một cái nỏ hút và một cái nỏ bơ ca. Hiện tại á, Khải đã có cho mình một dây chuyền 14 này, nhẫn 18 dòng 1 này, đó. Cần hai cái này là được rồi. Đó, Khải cần cái nhẫn dưới để kích cái dây chuyền này, thấy chưa? Rồi, còn cái nhẫn này thì cần cái vũ khí đặc kích này. Còn nếu anh em có thêm điểm thì anh em có thể mang cái này, cái ngọc bội, mà ngọc bội cần cái giày đặc kích thì chắc chắn anh em là không kích được rồi, tại vì cái giày sức mạnh lúc nào cũng rất là cao. Nên là chỉ cần cái nhẫn trên hoặc là gì đó, nhẫn dưới, nhẫn trên hoặc nhẫn dưới đó, hoặc là gia truyền thôi là anh em có thể kích được khoảng hai món sức mạnh. Ok, bây giờ Khải sẽ nhìn vào cái khổng tức linh. À, khổng tức linh có 60 sức mạnh, Khải sẽ tăng 8 điểm vào trong này, đủ 60 để có thể Khải có thể thay ra thay vô thân pháp đó. Trước mắt anh em có thể thay ra thay vô cái nhẫn nè, cái khổng tức linh này, anh em thấy chưa? Đó, thay ra thay vô khổng tức linh này, đơn giản thấy chưa, mang vào. Đó. Mang cái nỏ BK vào được chưa? Đó. Sau khi mang nỏ BK vào thì bây giờ Khải sẽ mang những đồ BK của Khải vào. Đó. À, ok chưa? Đó. Hiện tại bây giờ thì đây cũng là hướng dẫn em cách tăng điểm đường môn luôn. À, như Khải thì Khải sẽ cố gắng lấy cái lực tay cho mình lên khoảng 4k7. 4k7, trước khi tăng 4k7 thì chúng ta trở vào điểm kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng anh em ơi. Còn cái này đỡ từ từ nha. Đó, kỹ năng trước mắt chúng ta sẽ tăng tam nhãn và công chống phái, là một trong những skin đầu tiên của đường môn. Đó, sau khi xong vào công chống phái thì chúng ta tiếp tục đến thiên la địa võng, skill hỗ trợ 6x. Đó, lên lực tay, anh em thấy lên lực tay khủng chưa? Sau khi max 6x thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một đường tụ tiễn, tiếp tục đó là mạng thiên hoa vũ 3x của tụ tiễn, là nỏ nè. Đó. Rồi, sau khi mắc 3x thì chúng ta sẽ tiếp đến skill đường môn ám khí. Một ám khí trước nha anh em. Một ám khí trước nha, tại vì Khải đã test rồi. Nếu mà anh em tăng tích là đơn mát trước thì điểm còn lại tăng vào đường môn ám khí thì lực tay rất là thấp. Nên là chúng ta nên tăng đường môn ám khí trước để lấy lực tay tốt nhất nha anh em. Để lấy cho mình sát thương một lấy lực tay tốt nhất nha. Đây. Mát. Rồi, còn lại bao nhiêu điểm thì chúng ta sẽ tăng về skin 1x. 13 điểm. Đó, anh em thấy chưa? Tại nhiều này Khải đã gần được 4k7 lực tây rồi. Hiện tại cái nỏ Khải, anh em nhìn này. Nỏ này nỏ nô 1 nha anh em. Nỏ nô 1 tổng kim của Khải như này. 44 73%, đánh bao tốt tổng kim luôn là chỗ đó anh em. Rồi, Khải sẽ cố gắng lên tăng lên 4k7 lực tây. Rồi, ok. Còn lại Khải sẽ phang max sinh khí. Xong, đó. Em thấy không? Máu Khải 2k8. Cởi xích thố nha anh em. Cởi xích thố nha anh em.
và kèm theo cái ngọc bội này, cái trang sức này 200 sinh lực. Chứ thiệt ra Khải chỉ có hai ca sấu sinh khí thôi anh em, hai ca sấu sinh lực thôi. Đó. Anh em nào có hỏi thì đó, video này cũng như là hướng dẫn anh em rất đơn giản thôi anh em, mà rất hiệu quả nha anh em, rất hiệu quả cho anh em luôn. Đấy, thấy chưa? Giờ Khải sẽ ra test một vài đường cơ bản cho anh em xem đánh lực tay như thế nào, đánh có to hay không. Bước vô chỗ hạ thổ, em thấy chưa? Đây là phiên bản thân pháp nha anh em. Thân pháp là chúng ta luôn ưu tiên về điểm thân pháp, đỡ đường môn có thể lực tay to nhất, dược đam mạnh nhất luôn. Không phải như những phiên bản nội công. Phiên bản nội công thì chúng ta phải tăng vào nội công. Hôm nay là phiên bản thân pháp nha anh em. Ui, anh em thấy sướng chưa? Có cái chỗ khả đánh chỗ 30k máu này, máy phát 1, 2, 3 3 phát bành luôn. Đây là anh em có nhìn sâu qua 4k7 này, khả đạt móc đẹp luôn. Hờ hỏ nha anh em, 3 phát thử nha. 1, 2, 3 3 phát hờ hỏ 30k máu bành luôn anh em. Mười k chỗ này, 10k một phát ban luôn, thấy chưa? Chỗ này 30k máu nha anh em, 3 phát bùm không đã tới nữa, 2 phát hờ thổ ban không. Đây hờ thủy nè, hờ thủy 3 phát, 3 cục nát luôn anh em ơi. Chắc hờ kim là mới không nát thôi, còn các hờ lại còn nát hết. Đã quất lại hờ hỏa hai cái rồi, 1, 2 banh không, hai cái đủ banh này, cái chỗ 30k máu hai cái đủ banh rồi nè. Hờ thủy này được coi, hai cái thôi nha, hai cái nha, 1, 2 hai cái banh luôn em, thấy chưa? Hai cái banh luôn em, 30k máu anh em, cái ủ đó 30k máu ấy. Đây một nhân 30k nha, còn cái này là 3k thôi, cái cặp gỗ này 3k máu rồi, yếu rồi, 3k máu rồi. Còn này 10k. Còn kim thì đánh hơi kém. Đó, giờ tiếp tục hỏi này, test cho anh em xem này, 4k7 lực tay này. Hai cục. Thấy chưa? Bạnh luôn. Chứng minh hồi kim là hơi khó thôi, còn các hồi còn lại chỉ cần hai cục hơi mọc xem. Hai cục rồi. 30k bạnh luôn, hơi mọc hơi chậm một chút tại vì cùng hồi với mình đó, hơi chậm một chút. Đánh quái cùng hồi nó hơi chậm, hai cục nha. Bành luôn. Ui còn tí này mà hờ mọc hơi chậm tại vì là cung hờ này là nó có đủ kháng kháng mọc với nhau, kháng độc. Loại phòng thủ nó tăng như sao nên là đánh hơi chậm. Anh em đang xem thì đừng quên đã lại cho Khải một like chia sẻ nha anh em. Video này cũng như hướng dẫn anh em nha. Anh em cùng xem sơ qua lại một lần nữa nha anh em. Đó, hiện tại Khải tăng đạt móc 4k7 lực tay, quá đẹp cho đường môn luôn. Với cấp 10x. Còn nếu như anh em tầm 9x thì anh em nên tăng khoảng tầm 3.1 thân pháp thì lực tay nó khoảng tầm 4k đẹp em. 4k hơn. À, tiếp tục quốc cục hờ thổ này, hai cục nha. 1 2 banh. Thấy chưa? Hai cục thôi. Hờ thủy nha. Hai cục nha. 1 2 phải quấn liên tiếp thì nó mới dùng đam nè, đánh nãy Khải đánh nhấp nháy hai cái là nó không dùng đam được. Họ này hai cái liên tiếp này, 1 2 rồi cái liên tiếp giật đam mạnh hơn. Thường thường như bơ cao cũng vậy, Khải cũng đánh ba cái Khải đi, đánh ba cái di chuyển được nè, rồi em đánh ba cái rồi đi. Giờ đợi Khải đánh từng cái cho anh em hiểu cách bơ cao đường môn nha. Giờ Khải nhấp từng cái nha, cái trụ này Khải đánh lúc nãy là hai cái liên tiếp là chết đúng không, hai cái liên tiếp là bị nát 30k máu đúng không. Bây giờ Khải không đánh liên tiếp, giờ bây giờ Khải đánh từng cái một thôi, liệu nó có nát cái chỗ này không nha. Để anh em xem thử lượng đam của đường môn, nếu đánh liên tiếp vào lại đánh nhấp nháy từng cái thì cái nào hiệu quả không nha. Nè tiếp, đầu tiên này, một này. Đó. Tiếp tục cái thứ hai này, hai cái này, anh em thấy không, anh em thấy chưa? Đường môn á, anh em nên đánh tầm 2 đến 3 cái anh em di chuyển thì nó sẽ hiệu quả hơn nha anh em. Cái đó là Khải hướng dẫn cho anh em cách bơ ca luôn đó anh em. Tại vì anh em đánh nhấp cái anh em chạy, nhấp cái anh em chạy chỉ mới một đam thì lượng đam nó không đủ dược đam được nha anh em, không sóc đam được. Anh em nhìn xem này, cái chỗ này lúc này Khải đánh hai cái liên tiếp là nát này, anh em xem nha. Hai cái liên tiếp nha. 1 2 hai cái liên tiếp hờ mọc nha, nát.
Đó, gần nát nha, tại vì hầm mọc nó trong hơn một chút. Tiếp tục Khải sẽ tìm một cái hầm mọc khác. Khải sẽ tìm một cái hầm mọc khác, test cho anh em xem. Đây rồi, Khải sẽ đánh nhấp nháy hai cái, không đánh liên tiếp nha anh em. Lúc nãy trụ bên kia còn một tí máu nha, còn bây giờ Khải sẽ đánh từng cái cho anh em xem nha. Một này, được chưa? Tiếp tục, cái thứ hai nha. Đó, anh em thấy chưa? Cái này thì nó giật đàm luôn là nát luôn. Đó, nó cũng hên xui trong chỗ đó, nhưng mà cái thường xuyên của Khải để ý, chúng ta đam hai cái liên tiếp anh em đi thì nó sẽ có đam tốt hơn. Những cái chỗ này nãy Khải đánh hai cái liên tiếp nát, bây giờ đánh hai cái từ từ thôi. Một này, thì lúc vào có đoạn chí mạng nữa nè. Lần này hơi chậm thấy chưa, không không nát thấy chưa anh em, thấy không nát không, không nát thấy chưa, họ thủy mà không nát thấy chưa. Đây tiếp tục nha, thủy quấn hai cái liên tiếp nha, hai cái liên tiếp nha. Một hai, banh liền. Ui, giống như mình kia luôn em, chung nó cũng giật đam chiến mạng hên xui nè mày. Nhưng mà thường thường Khải đỡ đánh hai cái chạy nó sẽ đẹp hơn nè, nó giật đam tốt hơn. Cho test lại cái khác nha, test lại cái khác, đánh hai cái liên tiếp, hai cái không liên tiếp đi. Đâu này, đang đánh là thầy đúng không, đánh hai cái, hai cái không liên tiếp nha. Một hai, đó, không không chết được, thấy chưa? Em thấy không? Đánh 3 phát. Không chết thấy chưa? Giờ bắt đầu đánh liên tiếp này. Kiếm chủ thủy coi. Nó cuốn cho nó nát này. Kiếm chủ thủy đánh hai cái liên tiếp cho anh em xem. Hai cái liên tiếp là nát liền à, bung liền, bung 30k banh liền. Nói chung là anh em nên đánh liên tiếp, khoảng 2 đến 3 đam anh em chạy thì lượng đam, giật đam của sốc đam của bà vũ nó sẽ tốt hơn. Không có chỗ hòa thấy rồi, còn em đánh từng cái loại em ngừng, một cái em ngừng, một cái em ngừng thì nó sao không sốc đam tốt được, hết hòa thấy rồi em. Nha, hai giờ test hai chỗ, hai chỗ họ đây, giờ đánh hai cái liên tiếp họ nha, liên tiếp nha em, cái này liên tiếp nha. Một hai, banh liền thấy chưa, hai cái liên tiếp của họ đúng không. Giờ quay qua đây, giờ test chủ họ tiếp này, giờ đánh không liên tiếp nha anh em. Một thấy chưa, một cái này nha, tiếp tục cái thứ hai. Đó, anh em thấy không, anh em thấy cái vấn đề liên tiếp với không liên tiếp nó khác nhau hoàn toàn thấy chưa anh em. Ok anh em nha. Đó, anh em cùng xem qua cái điểm tăng của Khải một lần nữa. Ok, và anh em xem video này đừng quên để lại Khải một like, một chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Đây là hướng dẫn anh em cách tăng điểm đường môn bảo vũ lờ hoa. Nói đơn giản đó là đường môn nỏ của phiên bản thân pháp. Và ok anh em xem đừng quên một like, chia sẻ ủng hộ nha anh em. Bye bye anh em. Chúc anh em xem livestream vui vẻ.